Rồi. Find yourself a pet rock. Give it a name. Walk around. Em muốn làm không? Mấy đứa thích những cái này đó. Giỏi quá. Đi xuống. Anh tưởng là em không làm được chứ. Tôi bay qua. Ôi thật ra cái gọi là cái xà phòng á, đi thua xà phòng nó thích. Gần thôi, đi làm cho nó xong đi. Gần xong rồi.